ai là phẩm thứ ba phá sáu tình. Chữ sáu tình này chỗ khác dịch là sáu căn. Mà tại sao chỗ khác dịch sáu căn, ở đây lại dịch là sáu tình? Dịch sau này luôn luôn dịch là sáu căn, nhưng với ngài Kumala Thập thì dịch là sáu tình. Bởi vì chữ tình nó có gồm cái tình thức, còn nếu căn thì chỉ có sáu căn thôi. Ở trong đây muốn nói rằng căn trần thức chung lại gọi là 18, 18 giới. Mà 18 giới tức là trùm hết cả vũ trụ và nhân sinh, thấy không? Vì vậy mà nếu ở trong căn nhận thức, nếu nó có thì trần cũng phải có, mà căn trần thức có thì cái chuyện khứ lai cũng phải có, phải không? Mà chuyện khứ lai có thì người cũng phải có. Thì như vậy, nếu mà đã trước ông bác không có khứ lai và không có người khứ lai chẳng hạn, mà bây giờ đây trong kinh Phật nói có sáu căn hay là có sáu tình, mà sáu tình có thì tất nhiên các khi kia cũng có, tại sao nó không? Đó, đó là để lặp lại, hay nói cách khác là luận chủ ngài phá cái khứ lai và phá cái con người khứ lai. Thì như vậy tức là trên cái hoạt động và con người hoạt động nó không thiệt. Nhưng mà giờ đây sợ người ta nghe trong kinh nói sáu căn sáu trần sáu thức là thiệt, rồi họ chấp vào đó, cho nên ngài mới lập ra cái nghi vấn để rồi bắt đầu phá luôn những cái đó. Thì đây đặt câu hỏi, hỏi rằng trong kinh nói có sáu tình, nghĩa là mắt, tai và mũi lưỡi, thân ý vân vân sáu tình. Con mắt này vân vân sáu tình, nó đuổi theo sắc vân vân sáu trần, khi hành đó, là theo, là đuổi theo đó. Mà trong đây con mắt là nội tình, còn sắc là ngoại trần. Con mắt hay thấy sắc, cho đến ý là nội tình, pháp là ngoại trần, ý hay biết pháp đó. Thì như vậy là để nói lên cái ý ngoại nhân người ta lập, ngoại nhân người ta lập rằng trong kinh có nói sáu tình. Như vậy trong kinh nói sáu tình là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ở trong có mắt, tai, mũi, thân, ý, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi tiếp xúc với ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là sáu trần. Như vậy có sáu căn, có sáu trần tiếp xúc nhau thành sáu thức. Thì rõ ràng là có, tại sao nó không? Như vậy thì cái nói không của ông đó là trái với kinh Phật. Thì đây phải đáp rằng không vậy, nó có khẳng định là không. Tại sao? Con mắt ấy ắt không thể tự thấy cái thể của nó. Nếu không tự thấy, nếu không thể tự thấy thì làm sao thấy được vật khác? Tại vì nó không mà tại thế này. Vì con mắt nó không thể thấy được cái tự thể của nó, mà nếu nó không thấy tự thể của nó thì nó không thể thấy được khác. Thì như vậy cái thấy của con mắt nó không thiệt, mà cái thấy của mắt không thiệt thì cái người thấy cũng không thiệt. Giải thích con mắt ấy chẳng không thể tự thấy cái thể của nó, vì cớ sao? Như ngọn đèn hay ngọn đèn hay tự chiếu mà cũng hay chiếu nơi khác, mà có mắt nếu là có cái tướng thấy cũng nên tự thấy và cũng nên thấy cái khác, mà thật không phải vậy. Thì đó là cái lời giải cho mình thấy rõ cái ý, nói rằng nếu con mắt
nó là có cái tướng thấy thiệt á, thì nó phải thấy cái tự thể của nó. Ví dụ cũng như cái ngọn đèn, nó sáng, nó soi ở ngoài, thì chính ở trong cái bản thân nó cũng là sáng. Đó. Nó sáng ở trong bản thân rồi nó sáng ra ngoài. Thì con mắt nếu mà nó là cái hay thấy á, thì nó phải thấy nó trước. Giống như trong kinh nghiêm Phật dạy đó, Phật nói với Ngài A Nan, hỏi chứ ông ngồi ở trong giảng đường, rồi nhờ mở cửa cho ông nhìn ra ngoài, ông thấy tất cả cây cối ngoài. Thì như vậy khi ông thấy những cây cối ngoài đó trước, ông có thấy người ở trong giảng đường không? Nó thấy không? À, thấy. À, nghĩa là mình thấy ở ngoài thì trước mình phải thấy trong, mình không thấy ngoài. Rồi con mắt nó hay thấy, phải thấy nó rồi thấy cái khác chứ. Mà nó không tự thấy nó, thấy cái khác là chuyện vô lý. Nó không thể thấy được. Đó là cái lý luận. Lý luận để thấy nó không có thể tự thấy. Đó, như vậy thì nó không có tướng thấy. Bởi nó không tướng thấy cho nên không có thể tự thấy, mà cũng không thể thấy gì khác. Thế nên trong kệ nói, nếu con mắt không thể tự thấy thì đâu có thể thấy gì khác. À, thì ngoại nhân người ta không chịu, ta cũng lợi dụng cái vụ đèn, bây giờ tôi nói vào lửa, hỏi rằng con mắt tuy không thể tự thấy mà nó hay thấy cái khác, như lửa như lửa hay thiêu cái khác mà nó không thể thiêu nó được. Nó đốt cái khác mà không đốt nó được. Ví dụ ngọn đèn mình đưa cây nhang vô thì nó cháy cây nhang, chứ nó có cháy, nó có cháy cái ngọn đèn của nó không? Như vậy thì cái, nó không có công dụng tự đốt mà nó hay đốt cái khác được, thì có lý. Thì như vậy mình thấy có lý chưa? Nếu mà lý luận như mình thì tới đó chắc mình đầu hàng. Không lý quá. Đó rằng cái vụ lửa đó ác không đúng, ở không thể thành với cái con mắt thấy, vì ở trong cái đã đi chưa đi đang đi đã tổng đáp cái gì ấy rồi đó. Thì ở đây ngài luận chủ là chỉ nhắc lại cách đơn giản thôi, cái ông ví dụ lửa nó hay đốt đó, hay đốt và khác đó, cái đó nó không thành. Tại sao? Bởi vì trong cái phần trước tôi đã phá cái đã đi chưa đi, chưa đi và đang đi đó, nó đã không có. Thì ông nói đốt là nó đã đốt hay là đang đốt hay là chưa đốt đó, thì như vậy ba cái đốt nó cũng không thành. À, đây giải thích thêm, ông tuy lấy cái vụ chữ tác thì mình thường thường nó nghĩa là làm, nhưng mà ở đây nó nghĩa làm cái vụ lửa là vô lý. Ông tuy lấy cái vụ lửa là không thể thành cái thấy của con mắt, việc ấy trong cái phẩm thứ lai đã đáp, thì như trong cái đã đi thì không đi, trong cái chưa đi thì không đi, trong cái đang đi cũng không đi. Như thế thì đã thiêu, chưa thiêu, đang thiêu đều không có cái thiêu. Như thế đã thấy, chưa thấy, đang thấy đều không có cái tương thấy. Như vậy đó là đã phá cái ý của ông dùng cái lửa để ví dụ nó đốt được vật khác. Thì mấy này cũng dễ rồi, phải không? Lại nữa, đây chỗ này, cái thấy nếu khi chưa thấy ác chẳng gọi là thấy, mà nói cái thấy hay thấy thì việc ấy ác chẳng đúng. À, cái này nghe nó hơi khó hiểu một chút. Con mắt chưa đối xác thì không thể thấy, khi ấy chẳng gọi là thấy, nhân đối xác mới gọi là thấy. Thế nên trong kệ nói, khi chưa thấy, không thấy thì làm sao lấy cái làm sao cho rằng thấy hay thấy, tức là cái thấy hay thấy. À, đây thì như vậy cái đoạn này cái chủ yếu là nói rằng khi mà chưa có thấy, tức là chưa có cái vật đối với con mắt, phải không, thì lúc đó gọi là chưa thấy.
đợi có cái vật đối rồi mới gọi là thấy. À, thì cái nói đó là nói theo cái lối phổ thông, nói cho mấy huynh đệ biết rõ cái ý của ở đây và ý của Kinh Lăng Nghiêm. Vì ở đây là ngài Long Thọ, ngài căn cứ trên cái luật đối đãi để mà hóa chấp, trên cái luật đối đãi mà hóa chấp, cho nên đợi con mắt đối với sắc trần, phải không? Trong có nhãn căn mà cái sắc trần hai cái đối đãi nhau thì mới gọi là thấy. À, thì như vậy là trên cái phương diện đối đãi mà mình chấp là thiệt, có cái thấy thì đó là cái chấp không đúng, không đúng sự thật. Bởi vậy nên ngài phá là phá cái thước đối đãi, trên thước đối đãi mà phá, chứ không phải phá cái tánh thấy như trong Kinh Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật ngài muốn chỉ cho tất cả chúng ta mỗi người có cái tánh thấy, tánh nghe nó hiện hữu. Còn ở đây là phá cái đối đãi giữa căn và trần, giữa căn và trần, bởi đối đãi nhau mới có cái phân biệt. Thì như vậy cái phân biệt đó là do đối đãi mà có, mà đối đãi thì không thiệt. À, hai bên nó có sai biệt chỗ đó. Lại nữa, hai chỗ đều không có cái thấy. À, hai chỗ nào thấy không thể có thấy, không thấy cũng không thấy. Nếu đã phá cái thấy thì tức là phá cái người thấy. À, đây mới đưa ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái thấy không thể có thấy. Trường hợp thứ hai là không cái thấy thì cũng không thấy. Có cái thấy cũng không thấy, mà không cái thấy cũng không thấy. Thì không cái thấy không thấy mình chấp nhận gì ở thầy, phải không? Có cái thấy tại sao không thấy? Ai giải thích? Cái thấy không thể thấy, trước đã nói qua, vì trước đã nói qua. Còn không thấy cũng không thấy, vì không có tướng thấy. Nếu không tướng thấy thì làm sao mà hay thấy? Còn cái thấy, vì cái thấy không nên người thấy cũng không. Vì cái sao? Nếu lìa cái thấy mà có người thấy thì cái kẻ không mắt cũng nên thấy, dùng các cái căn khác mà thấy. Nếu lấy cái thấy cho cái thấy là thấy thì ác tâm nó thấy, nó có cái tướng thấy. Còn người thấy không có tướng thấy, thế nên trong kệ nói, nếu đã phá ở nơi cái thấy, ắt là đã phá cái người thấy. Thì chỗ này nói rằng cái thấy nó không thể thấy như trường hợp ở trước đã phá. Trường hợp trước phá là sao? Cái thấy không thể thấy. Tại sao nó không thể thấy? Bởi vì nếu nó có thể thấy là nó phải thấy nó trước, phải không? Rồi nó mới thấy ở ngoài, mà nó không thấy nó thì làm sao thấy ở ngoài được? Thì như vậy nó không phải thiệt thấy, phải không? Vì chính bản thân nó không thấy thì nó thấy ở ngoài không hả? Thì như vậy nó không phải thiệt là cái thấy. Đó. Như vậy sẽ trước đã phá rồi, bây giờ không cần lặp lại nữa. Mà trong đây những cái lời giải nó có cái vẻ hơi nghe nó khó hiểu. Nói rằng nếu lìa cái thấy mà có người thấy thì cái người không mắt thì cũng nên dùng các cái căn khác mà thấy, phải không? Thì bởi vì nếu mà rồi cái thấy có người thấy thì người thấy phải là thấy luôn, phải không? Vì không đợi có con mắt mới thấy, mà đã là thấy luôn thì có con mắt cũng thấy, mà không con mắt họ cũng dùng các căn khác mà thấy. Đó. Thì cái lối lý luận này trong Kinh Lăng Nghiêm không chịu, phải không? Dù cho người đó không có con mắt họ cũng vẫn thấy, tức là cái thấy đó nó phát triển ở những chỗ khác. À, tỷ dụ như mình do thấy mà biết, còn người mù thì do cái gì mà biết?
ví dụ bây giờ mình nhà có mát cho nên gặp ai mình nhìn cái mặt cái mình nhớ quê hay lạ, thấy không? Còn cái người mất mắt mù á thì gặp ai chỉ nghe nói tiếng cái họ biết quê hay lạ, phải không? Thì như vậy thì họ không thấy bằng mắt nhưng mà họ thấy bằng tiếng, thấy không? Bằng lỗ tai đó. Qua cái tiếng đó là họ biết liền biết là người quen người lạ, thì như vậy cũng là một cái phát triển khác. Nhưng mà ở đây là vì căn cứ trên cái đối đãi mà phá, cho nên mình cũng không có chấm rằng ở đây tại sao khác kia kia. Bởi vì ở đây đây nói rằng nếu cho cái thấy hay thấy thì trong cái thấy nó có cái tướng thấy rồi, thì trong cái thấy đã có tướng thấy thì những người thấy đâu có, nó có cần nữa, phải không? Vì vậy cho nên nói rằng người thấy không cái tướng thấy đó, như vậy thì cho dễ hiểu thì đoạn này dễ chứ đâu có gì khó, phải không? Lại nữa, lìa cái thấy không lìa cái thấy, người thấy không thể được, bởi do không người thấy làm sao có cái hay thấy và bị thấy. Đây nó lìa cái thấy và chẳng lìa cái thấy thì người thấy cũng không thể được. Lìa cái thấy tức là rời cái thấy thì đâu có người thấy, phải không? Thì cái đó mình dễ chịu rồi. Không rời cái thấy mà cũng không có người thấy nữa, thì không rời cái thấy tức là cái thấy tự thấy rồi thì đâu đợi người mới thấy. Thành ra hai trường hợp đều không thấy. Đó. Giải thích: nếu có cái thấy người thấy ác không thành đó, bởi vì cái thấy nó tự thấy rồi đâu có đợi người thấy. Đó. Còn nếu không có cái thấy thì người thấy cũng không thành. Người thấy vì người thấy không thì làm sao mà có cái hay thấy, cái bị thấy. Nếu không có cái người thấy thì cái gì hay dùng cái thấy mà phân biệt ngoại sắc. À, thế nên trong kệ nói do không có cái người thấy thì làm sao có cái hay thấy và bị thấy. À, thì như vậy dùng cái lý không có người thấy. Mà tại sao không có người thấy? Nếu cái thấy nó tự hay thấy, tức là nói cách khác, nếu con mắt nó tự thấy thì cũng không phải là người thấy, phải không? Thì con mắt nó tự thấy rồi đâu có gọi là người thấy nữa. Còn nếu con mắt không thấy thì cũng không gọi là người thấy. Thì như vậy trường hợp nào có người thấy? Nếu chú nói dùng trường hợp nào có người thấy? Nếu con mắt nó hay thấy, giữ con mắt nó thấy rồi thì đâu có người thấy, phải không? Là con mắt nó không thể thấy thì cũng không gọi là người thấy nữa. Thì như vậy không có người thấy. Mà không có người thấy thì có cái gì hay thấy bị thấy? Mà hay thấy bị thấy không có thì còn cái gì có thiệt mà phân biệt ngoại cảnh ngoại sắc. Lý luận như vậy thì cùng rồi. Cho nên đây mới đi rộng ra, bây giờ mới mở rộng vô trong kinh điển. Lại nữa, vì không có hay thấy và bị thấy cho nên thức vân vân bốn pháp không, rồi bốn thủ vân vân các duyên làm sao sẽ được có. Đó. Vì có cái hay thấy là căn, cái vị thấy là trần, căn trần tiếp xúc mới có cái thức, phải không? Bây giờ hay thấy xong, vị thấy xong thì mình sao có thức? Ở không có thức thì làm sao thức cũng sanh ra thức rồi ái ở thọ là ái. À, như vậy thì không có cái hay thấy vị thấy tức là căn trần không thiệt thì cái thức không thiệt, thức không thiệt thì thọ ái cũng được không thiệt. Và thọ ái không thiệt thì có thủ không? Mà thọ ái do ái mới có thủ, mà thọ ái không thì thủ cũng không. Bây giờ bốn cái thủ là cái gì? À, đó thì như vậy bốn cái thủ nó không, thì bốn thủ không thì làm sao mà có cái dòng luân hồi của 12 nhân duyên, phải không? Đó. Như vậy thì phá cái thấy của con mắt tức là trong sáu căn, mà chỉ phá cái nhãn căn
thì tất cả cái dòng luân hồi mình thấy cũng là trả về rồi, phải không? Đó. Cho nên đây nó giải thích cái hay thấy bị thấy, vì cái hay thấy bị thấy không, thức xúc ở ái bốn pháp đều không, bởi vì không có ái thì bốn cái thủ vân vân 12 phần nhân duyên cũng không. Như vậy thì 12 nhân duyên không thì còn gì mà lưu chuyển, còn gì mà biết thông sanh tử. Như vậy đó là đi rộng về trong kinh rồi đó. Lại nữa, tai mũi lưỡi thân ý tiếng và cái người nghe vân vân phải biết như cái nghĩa như thế đều đồng với cái trước trên, tức là đồng như cái trước nói. Như cái hay thấy bị thấy nó không thuộc về các cái, bởi thuộc về các cái duyên nên không quyết định. Các cái khác như là mắt, tai vân vân, năm tình, tiếng vân vân, năm trần phải biết cũng đồng với cái hay thấy và bị thấy, bởi vì cái nghĩa đồng cho nên không có nói riêng. Như vậy thì ở đây nói rõ ràng rằng trong sáu căn mà nếu nhãn căn mình phá rồi thì trong nó mấy căn kia cũng đồng như vậy, cũng đều là phá hết. Như vậy thì biết một căn thì đó là biết hết các căn. Vậy ở đây còn cái gì thắc mắc không? Dễ chứ không có khó, phải không? Rồi tiếp.